Vâng, và bây giờ tới không gian nội thất thì anh chị sẽ thấy cái sự đẳng cấp của một cái dòng xe sang. Thời điểm ngày xưa nó rơi khoảng tầm 8 tỷ đồng. Nhưng bây giờ với cái tầm tiền chỉ bằng giá Morning và Vios, anh chị đã sở hữu một chiếc xe sang đẳng cấp. Đến đập luôn vào trong mắt ta, đó là một cái không gian nội thất cực kỳ là sang trọng, đẳng cấp dành cho giới thượng lưu. Vâng, anh chị thấy được rằng là cái chiếc xe đã qua hơn 10 năm sử dụng, nhưng cái chất lượng của nó là dòng xe sang, dòng xe đẳng cấp, dòng xe đắt tiền thời điểm ngày xưa. Cho nên cái chất lượng và cái chất liệu sản xuất ra những cái chiếc xe này, nó cũng là những cái chất liệu tuyệt sắc. Đây, theo thời gian anh chị nhìn cái những cái bộ ghế da này, nó còn đẹp đúng không ạ? Nó còn nguyên bản gần như mới. Những cái chất liệu ghế da, những dòng xe phổ thông này, nói thật anh chị là chỉ ngồi đến 2-3 năm là nó sờn rách hết rồi. Ngay cả từ những cái gioăng cửa này, đấy, nó đều được là bọc nhung hết. Và đến với kênh xe đam mê của em Dũng thì anh chị biết rồi, anh chị tiếp cận với rất nhiều những mẫu xe đẳng cấp đến từ thương hiệu xe Đức, đặc biệt đó là những cỗ xe Mẹc đúng không ạ? Nhưng hôm nay anh chị mới được tiếp cận với một cái dòng xe thương hiệu BMW, cũng đến từ một hãng xe Đức và là một dòng xe đẳng cấp ngang tầm với Mẹc S. Và chiếc này nó ngang tầm với Mẹc S550 các bác nhé. Và đây các bác nhìn này, toàn bộ thiết kế của nó cũng cực kỳ là sang chảnh, với những cái thiết kế đặc trưng, đó là một dàn loa, một dàn loa với âm thanh cao cấp được vòng xung quanh xe với âm thanh vòm. Vâng, giải trí tuyệt hảo. Và tất cả các táp ly cánh cửa đều là nhựa và da cao cấp mang đến của hãng, và trang bị túi khí, được trang bị túi khí vòng xung quanh xe. Và túi khí là sẽ được đặt ở cái khung cánh cửa, anh chị nhìn này. Và ốp vân gỗ mạ chrome và ốp vân gỗ điểm trên những cái táp ly cánh cửa, bên trong toàn là nhung hết anh chị nhé, toàn vật liệu cao cấp rồi. Còn đây nó ốc óc chó này. Đấy, tuyệt vời luôn. Phải nói rằng những cái sản phẩm xe Đức nó là những dòng xe thật đẳng cấp. Và bây giờ với cái tầm tiền mà chưa bằng một chiếc i10 mới anh chị đã sở hữu rồi, anh chị sẽ cùng em đi khám phá thật là chi tiết nhé. Ô cửa gió điều hòa phía sau này, và đặc biệt đó là chiếc BMW. Nếu như anh chị hạ cái phần tì gối xuống thì có một đặc điểm cực kỳ là ok, đó là xe được trang bị tất cả các chính chức năng chỉnh điện cũng như là điều chỉnh các hàng ghế ngồi. Anh chị sẽ thấy là thiết kế nó khá đặc biệt, đó là thiết kế ở ngay phần tì tay, đó là hai vị trí nhớ ghế cho hai hàng ghế sau, dành cho hàng ghế ông chủ đấy ạ. Vâng, nếu như gọi là gọi hàng ghế ông chủ. Và điều khiển quạt gió, có nghĩa là người ngồi phía sau có thể chủ động để có thể điều khiển cái hướng gió cũng như là tựa ghế ngồi, với hai vị trí nhớ ghế sẵn có. Và anh chị sẽ nhìn thấy được là nếu như em ngồi ở bên anh chị nhìn thấy không gian nội thất ngồi như thế này nó đã sướng chưa ạ? Vâng, rộng rãi vô cùng luôn. Vâng, đây là bản đủ anh chị nhé, 750Li, 750Li. Khối động cơ mà nhà máy cung cấp cho chiếc xe này đó là 4.8 anh chị ạ. Vâng, một khối động cơ vừa đủ khỏe và đủ để anh chị có thể yên tâm về cái mức tiêu hao nhiên liệu. Nhìn chung đã đi đến những chiếc xe này rồi thì ta không có thể là nghĩ đến tiêu hao nhiên liệu nữa rồi. Đây là một chiếc xe quá đẳng cấp luôn anh chị ạ. Vâng, anh chị có thể thấy được là với cái việc đó là các nút phím chỉnh được trang bị cho hàng ghế ngồi này. Ví dụ như sau, em ngồi ở hàng ghế này, em điều chỉnh nhé. Đây, nếu như cái em bấm vào nút này thì cái chỗ này là màu đỏ nó sáng lên này, thì em sẽ dùng cái nút này em vặn này, điều khiển này. Đây là nút điều chỉnh, đây anh chị nhìn thấy hàng ghế của em sẽ đi xuống này. Em sẽ làm cho cái khoảng cách ghế ngồi. Đấy, tất cả điều chỉnh bằng điện hết nhé anh chị nhé. Đấy, anh chị sẽ cái ghế của em là ngồi tựa xuống này, là được nâng lên này, rất khá tuyệt vời. Và nếu mà nâng ghế lên này, đấy, nếu em bấm vào đây sẽ là điều khiển vào cái tựa gối phía sau. Đấy, anh chị thấy tuyệt vời không? Và nếu như ngồi đây em sẽ điều chỉnh được tất cả. Và đây có hai vị trí nơi ghế, có sấy ghế này và có nằm mát ghế này. Vâng, khá là tuyệt vời. Với một cái chiếc xe đẳng cấp cao mà dành cho doanh nhân thời điểm bây giờ, với giá 8 tỷ đồng, nhưng bây giờ anh chị chỉ cần bỏ ra có một tí tì tì thôi, chưa đầy một con i10 hoặc con Morning mới các bác nhé. Quá là tuyệt vời. Không sở hữu xe này thì sở hữu xe nào, mà đây lại là một cái chiếc xe xuất sắc, xuất sắc vô cùng luôn. Các bác nhìn này, đây, hộp để đồ này, có trang bị điện thoại này các bác này. Đấy, cái điện thoại này thì ngày xưa cần thôi, nhưng mà bây giờ thì các bác dùng smartphone hết rồi, cũng không cần thiết đâu, nhưng nó vẫn còn nguyên này các bác này. Đấy, điện thoại vệ tinh kết nối. Hàng ghế da các bác nhìn này, điều chỉnh cả hai bên nhá các bác nhìn này. Đấy, bên này cũng có điều chỉnh điện nhá.
Đấy, điều chỉnh điện cho cả hai hàng ghế này. Ghế da xịn sò rồi. Các bác nhìn này, túi khí vòng xung quanh xe này, được và âm thanh vòm các nơi này. Đây là một chiếc xe cực kỳ xuất sắc. Các bác nhìn này, trần thì được làm bằng trần nỉ cao cấp, có đệm xốp, cách âm chống ồn tốt, các đèn giải, đèn đọc sách, rồi tất cả các phần gương đã cũng có được trang trí cho chiếc xe này. Nói chung là tất cả thiết bị phụ trợ, rồi sau đó là cả những cái phần chức năng, cửa sổ nóc này, cửa sổ lóc này. Và rồi tiếp theo anh chị có thể nhìn cái sự sang chảnh của chiếc xe này ở cái phần hộp tì tay phía trước dành cho người, hai người phía trước, nhưng cho đó đã được trang bị hai hàng cửa gió phía sau. Đấy, được điều chỉnh bằng cơ. Và ngoài ra hai cửa gió phía sau ra thì người ngồi sau được trang bị hai cửa gió ở phần hông, phần hông ở phía sau này. Đấy, có nghĩa là đây là chiếc xe nó được phân phối chủ đạo phục vụ cho những ông chủ ngồi phía sau. Và ngồi phía sau thì các bác thấy được là ngồi chiếc xe BOV này nó sướng hơn rất nhiều so với ngồi chiếc Mercedes các bác nhé. Nếu như bác nào đã đi và cảm nhận hoặc về địa chỉ số 3 đường An Định để cảm nhận chiếc xe này, các bác sẽ thấy sự tuyệt hảo của một cái chiếc xe thương hiệu đến từ thương hiệu Đức và lại là một chiếc BMW, chứ không còn là một chiếc Mercedes đơn quen thuộc nữa các bạn. Và phải nói rằng đây là một sản phẩm siêu chất lượng mà bên em vừa mới cập bến về. Các bác nhìn cái độ mới của nó này. Đấy, gỗ óc chó được bọc xung quanh tất cả các phần viền, ngay cả cái phần gì đây ạ, phần hộp tì tay, cái phần tấm da này nó vẫn còn nguyên bản, nó mới cứng luôn ạ. Và tiếp theo đây, các phím điều chỉnh volume này, và cũng được thiết kế giống như thế này. Tất cả các hàng ghế được điều chỉnh bằng điện, và nó nằm ở cái phần ngay phần hông tay của anh chị khi anh chị ngồi. Nó rất là tiện lợi nha anh chị nhé. Điều chỉnh điện và trang bị sấy sưởi ghế ở tất cả bốn hàng ghế lái. Đây là bản full anh chị ạ. Vâng. Đấy, anh chị nhìn này. Đấy, và cách điều chỉnh thì em Dũng đã giới thiệu cho anh chị rồi, đúng không ạ? Đấy, và đây hàng ghế lái anh chị nhìn này, theo 58 là ghế lái. Ghế lái là cái hàng ghế ngồi nhiều nhất mà nó vẫn còn được đẹp như thế này, đúng không ạ? Và cái hàng ghế này nó đều là ghế đục lỗ hết, cho nên bởi vì nó có trang bị quạt gió mà. Anh chị nhìn sang hàng ghế phụ này. Đấy, đẹp luôn đúng không ạ? Còn hàng ghế sau thì anh chị biết rồi, nó ngồi ít hơn cho nên là cái chất lượng ghế nó khác biệt hoàn toàn đúng không ạ? Đấy. Còn lại hàng ghế trước này ngồi nhiều này. Các tay cánh cửa đều được trang bị túi khí này, loa này, và các hộp tì tay để đồ này, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Túi khí cũng được trang bị vòng xung quanh đây này. Đấy, vòng xung quanh ở trên cột này, tất cả cột đều được ốp bằng chất liệu cao cấp hết. Anh chị nhìn cái bảng táp lô của chiếc BMW này cũng thế này. Đó, nó được ốp gỗ óc chó, cộng với việc đó là thiết kế những ô cửa gió được mạ chrome, khá là tuyệt vời. Bảng điều khiển trung tâm thì nó sẽ được thiết kế là hai vùng điều hòa độc lập này, hai vùng điều hòa độc lập này, điều chỉnh bằng điện này. Sau đó là các chế độ điều chỉnh quạt auto này, tắt điều hòa này, rồi sau đó là cả hai bên sấy sưởi kính nhé. Còn đây là chế độ mở khóa cửa này, và đây là đầu đĩa này các bác nhé, đây là đầu đĩa này. Và tất cả đều rất là tuyệt vời và hoạt động rất là trơn tru. Và đây cũng là một cái điện thoại nữa này các bác này, các bác thấy tuyệt vời không ạ? Ở đây này, đấy, mở ra đây là chỗ để đồ này, đấy, để hộp kính chẳng hạn. Ở đây nữa này, đó, để thuốc này. Vâng, đấy, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, để thuốc này. Còn đây là cái chỗ để gạt tàn này, và tất cả đều gỗ óc chó hết các bác nhé. Đây là chỗ để nước này, đấy, sẽ còn nguyên cả hai chìa khóa theo xe. Và khá là tuyệt vời khi chiếc xe này, đấy, trang bị chế độ phanh khoảng cách các bác nhé, phanh khoảng cách này, để ấn nổ start stop này, và để ấn nổ start stop này, và đèn auto gạt mưa auto này. Đây số điện này các bác này, số điện này không khác gì một chiếc Mercedes nhé. BMW nó còn cao cấp hơn cả Mercedes các bác nhé. Và vô lăng thì các bác nhìn quả vô lăng nó ôm, nó tròn, nó ôm cực kỳ là sướng luôn các bác ạ. Và thực sự chiếc Mercedes này nó là một cái phiên bản rất là cao cấp. Cửa sổ lock này, em sẽ đi lên hàng ghế trên để cùng các bác khám phá thêm. Cái chiếc xe nó đẹp mỹ miều luôn, đẹp xuất sắc, và cái không gian nội thất nó phải nói rằng nó rộng rãi hơn Mercedes. Và cái khối động cơ của nó là 4.8, nó cực kỳ là khỏe khoắn và mạnh mẽ các bác nhé. Và một chiếc xe mà nói là đẳng cấp thế giới với bộ na răng đó là 21 inch, và nó là thiết kế trẻ trung, năng động, một gian lốp mới tinh. Và để cho các bác có thể tận hưởng mà không phải mất một cái chi phí gì cả. Đấy, ống hút gió cho tất cả những cái phần táp ly cửa, làm cho cái chiếc xe nó
cách âm chống ồn tốt hơn. Đây, tất cả những cái chi tiết xe nó cứng cáp lắm ạ. Vâng, chung cứng cáp, trang bị 5 cửa hít các bác nhé. Và tất cả kính này là kính 3 lớp này. Em mở sẵn ra cho các bác xem này. Kính này là kính 3 lớp, cách âm luôn. Kính cách âm, người ta gọi là kính cách âm. Tất cả đều là túi khí vòng xung quanh xe. Rồi ốp mạ, chrome cũng như là gỗ óc chó vòng xung quanh xe các bác nhé. Đây, những cái ống hút gió này. Các bác nhìn này, tuyệt vời không ạ? Thiết kế của BMW nó khác biệt hoàn toàn luôn. Nó cho ta một cái sự đẳng cấp vốn có. Đây, vô lăng điều chỉnh điện này, sấy sưởi vô lăng này. Và sau đó là các chế độ xi nhang này. Và Cruise Control đi ga tự động này các bác này. Đấy, Cruise Control đi ga tự động, không thiếu một cái gì cả. Và tiếp theo các bác nhìn này, cảnh báo làn đường này, mở cốp này. Đây là chế độ cảnh báo làn đường này. Đấy, tuyệt vời chưa ạ? Phanh khoảng cách, cảnh báo làn đường, phanh tay điện tử, điều chỉnh ánh sáng ban đêm. Vâng, quá nhiều những công nghệ được tích hợp cho một cái chiếc xe đẳng cấp thế giới như thế này. Mà giá bây giờ chỉ ngang bằng một con Vios. Không bằng một con Vios các bác nhé. Và ngang bằng một chiếc Morning E10 chất liệu thép không gỉ, qua 5 tháng thời gian nó vẫn còn nguyên bản 100% luôn các bác nhé. Vâng, nguyên bản 100%. Các bác thấy chất lượng của một chiếc xe đẳng cấp thế giới nó có sướng không ạ? Và bỏ tầm tiền này ra nó có xứng đáng không ạ? Vâng, hãy một lần trong đời để hưởng thụ những công nghệ cao cấp nhất với một giá tiền của một cái chiếc xe mà anh chị đang bỏ ra, đó là chiếc Morning E10. Vâng, một lần để được hưởng thụ, không phí đâu ạ. Ta bỏ tiền để ta hưởng thụ, không phí một chút nào đâu. Còn chiếc xe này thì nó cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì chắc chắn là nó sẽ cao hơn so với những cái dòng xe kia. Và cũng sẽ sửa chữa, nếu xe hỏng hóc sửa chữa cũng sẽ phải đắt tiền hơn chứ không thể rẻ hơn được. Bởi vì nó mang lại cho ta quá nhiều những sự trải nghiệm, quá nhiều những cái điều mà những chiếc xe khác không mang lại được. Chính vì thế cho nên những chiếc xe này ta không thể tính tiền bằng xăng được, và không thể tính bằng chi phí sửa chữa đắt đỏ hơn một chút cũng không sao. Vâng, đã ăn chơi thì không ngại mưa rơi các bác nhé. Đó là tiêu chí của những người mà muốn bỏ tiền ra để sở hữu những vật dụng phục vụ cho chính bản thân của mình và phục vụ cho công việc của mình, đúng không ạ? Vâng, để nghĩ đến sự an toàn thì ta phải mua Morning, mua Vios. Nhưng để cảm nhận công nghệ và cảm nhận về một cỗ máy hoạt động khỏe khoắn, mạnh mẽ, và cảm nhận cái sự đó là ngồi trên một chiếc xe sang nó như thế nào, cảm giác nó sung sướng đến như thế nào. Trước kia bỏ ra 8 tỷ thì chắc không ai dám bỏ, nhưng bây giờ chỉ bỏ ra có hơn 500 triệu thôi thì chắc chắn nhiều người và nhiều những cái nhiều anh chị có thể bỏ số tiền này ra một cách rất là thoải mái, đúng không ạ? Để tận hưởng tất cả những công nghệ như thế này. Mà chiếc xe thì đẳng cấp thế giới, ngày trước người ta bỏ ra 8 tỷ để sở hữu nó thì người ta giữ gìn nó rất là cẩn thận anh chị nhé. Và nó cũng không dễ hỏng đâu. Nhiều người không hiểu biết về xe, chưa xem đã, ôi giời ơi, xe thế nọ, xe thế kia. Thì thực sự là các bác đã chưa từng trải nghiệm thì các bác không thể biết được là những cái chiếc xe này, cái sự trải nghiệm nó thực sự là sung sướng các bác nhé. Thực sự là sung sướng. Vâng, sống chỉ có một lần trong đời thì hãy hưởng thụ một lần, dù nó có mất thêm chi phí một chút nhưng nó cũng rất là xứng đáng, đúng không ạ? Vâng, nếu bác nào ủng hộ em những lời em Dũng nói thì có thể like, share và chia sẻ. Và muốn sở hữu chiếc xe đẳng cấp này thì hãy điện thoại cho em Dũng theo số hotline 0964 834 834 anh chị nhá. Vâng, em sẽ tiếp anh chị 24/24 với tất cả những cái thông số, thông tin chi tiết tuyệt hảo về chiếc xe này. Và bây giờ chiếc xe này là 5 cửa hít. Cửa hít là như thế nào? Có nghĩa là khi anh chị đóng vào thì nó sẽ tự mút vào nhé. Đây. Đấy, tự mút vào đây. Đây, nhìn rõ nhất này các bác này. Đây. Đấy, các bác nhìn rõ chưa? Này. Đấy, nó sẽ tự mút vào. Nó mút bằng cái cái motor ở phía bên trong. Và cái cửa hít này chỉ dành cho những cái chiếc xe cực kỳ là sang chảnh. Và chiếc xe này thì nó là phiên bản 750Li sản xuất năm 2007. Vâng, các bác bất ngờ chưa? 2007 có nghĩa là chiếc xe này đã lăn bánh hơn 10 năm nhưng cái vẻ đẹp của nó lại còn quá là xuất sắc, quá là kinh khủng, đúng không ạ? Với cái thiết kế là 5 cửa hít với khối động cơ V8 4.8 nha, 4.8 mã lực cực cao và chỉ đạt 100 km trên vài giây thôi. Quá là tuyệt vời, đúng không ạ? Đó chính là công nghệ, đó chính là sự đỉnh cao của một chiếc xe đến từ thương hiệu Đức. Và các bác có thể thấy thiết kế vỏ ngoài của xe cũng cực kỳ là đẳng cấp.
đúng phong cách của BMW, một dòng xe siêu sang của Đức, với bộ Narang 21 inch và bản lốp dày, với cái thiết kế Narang nhiều chấu, đa chấu kép, 4 bánh ABS, và nó thiết kế sâu vào phía bên trong, nhìn cái chiếc xe cực kỳ là sang trọng và thẩm mỹ. Bác nhìn này, củ phanh nó vàng chóe luôn, đúng không ạ? Nó vàng chóe luôn. Cả biến áp suất lốp được trang bị theo xe. Tất cả form dáng của xe là đẹp mỹ miều luôn anh chị nhé. Chiều dài cơ sở của xe là 3m1 các bác nhé, 3m1 lẻ một tí, để các bác nào mà muốn mua cái chiếc xe này tính toán được luôn. Khối lượng bản thân nó rơi khoảng tầm 2 tấn. Vâng, với 2 tấn thì các bác biết rồi cái độ đầm chắc của nó sẽ dã man như thế nào, đúng không ạ? Vâng. Và phía trước xe được trang cảm biến của xe thì trang bị vòng xung quanh xe các bác nhé. Riêng về cảm biến thì các bác không phải lo, trang bị vòng xung quanh xe. Xe biển số Hải Phòng cũng khá là đẹp đây. Xe của một bác giám đốc doanh nhân đi. Và bây giờ nếu ai cũng muốn sở hữu được. Đèn thì trang bị 2 đèn bi liếc. Vâng, thích ứng ánh sáng. Các bác quay lái ở đâu thì nó sẽ thích ứng ánh sáng ở đó. Bi thì bi gầm rồi. Tất cả công nghệ cao cấp, đỉnh cao cho một chiếc BMW. Với độ dài của chiếc xe này là 3m1 các bác nhé. Đấy, các bác nhìn thấy này, tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời. Với bản thân em được trải nghiệm những chiếc xe này, đó là một mơ ước. Và thực sự đó là một cái cảm giác không thể tả được. Và tất cả các bác cũng như bản thân em, đó là gì đây? Luôn luôn muốn sở hữu một cái gì đó tuyệt hảo trong đời. Với một cái mức giá khấu hao mà người ban đầu người ta đã khấu hao cho mình vài tỷ đồng rồi, thì không sử dụng hơi phí các bác nhé. Không sử dụng hơi phí. Và chiếc xe nó đẹp xuất sắc mỹ miều như thế này. Và cái độ đẹp của một chiếc xe nó lại đến từ cái không gian nội thất các bác nhé. Một chiếc xe đi ít, một chiếc xe được giữ gìn, nó đến từ cái không gian nội thất. Vỏ bên ngoài có thể xước sát sơn lại là mới, nhưng với không gian nội thất thì không thể mới nếu như chủ nhân cũ không sử dụng. Quên mất cái xe này có rèm tự động các bác nhé. Đấy, có rèm tự động hết nhé. Lát nữa em sẽ điều chỉnh cho các bác. Và bây giờ mời các bác sẽ đến với cỗ máy, cũng như là cái không gian phía cốp phía sau này. Em sẽ cho các bác đến không gian cốp phía sau. Cốp phía sau cũng là cốp hít các bác nhé. Nó là hít 5 cánh và thương hiệu BMW, cực kỳ là sang chảnh. Đấy, cốp là cốp điện này. Đấy, cốp điện hoạt động rất là trơn tru. Và đây các bác nhìn này kìa, cái xe nó đẹp dã man luôn. Đẹp từ phần vỏ đến phần nội thất ở phía bên trong. Các bác nhìn thiết kế rất là đơn giản, nó không phức tạp. Nhiều những cái thanh đỡ như là thằng Mercedes, mà thằng này nó chỉ có một cái thanh sắt vo tròn như thế này rồi, rất đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà thanh đỡ cực kỳ là khỏe khoắn. Và bên trong được thiết kế nhựa cũng như là tấm nỉ lót. Và đây là cốp điện các bác nhé. Cốp điện tự động và có cửa hít, trang bị cao cấp nhất rồi, không còn gì cao cấp hơn. Bên trong toàn bộ là nỉ cao cấp này, toàn bộ là nỉ cao cấp và nhìn còn cực mới luôn. Và mở ra thì các bác sẽ thấy được là không gian phía bên trong này là bộ lốp rất là to bản này. Kinh khủng không ạ? Bộ lốp cực kỳ là to bản, 21 inch rồi mà, lốp cao cấp nhất. Và tất cả những cái đồ dùng của xe vẫn còn nguyên bản thôi. Cái chiếc xe nhìn nó đều các bác ạ, nó đều tất cả từ những cái chi tiết nỉ cũng như đến chi tiết nhựa. Đấy mới là một cái chiếc xe đẳng cấp và một chiếc xe tuyệt hảo ở bên em mang lại. Và cốp điện các bác chỉ cần bấm đến đây thôi. Đấy, là nó sẽ tự hạ này. Đấy, rất ok, và sau đó tự hít vào. Vâng, tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời. Đây, em sẽ mở để cho cánh cửa này nó hít vào cho các bác nhìn nhá. Đấy, nó cự mút vào các bác nhá. 5 cửa hít hoạt động bình thường. Đấy, đấy, ok chưa ạ? Và bây giờ xin mời các bác đến phần máy của chiếc xe để khám phá ra cái cỗ máy quá là khủng khiếp này. Vâng, với một chiếc xe xuất sắc thì nó xuất sắc từ trong ra ngoài, nó xuất sắc từ ngoài vào trong, xuất sắc từng mọi chi tiết, góc cạnh cũng như là chi tiết lớn nhỏ. Các bác nhìn này, toàn bộ tất cả hệ thống xương của xe nó còn nguyên bản, có nghĩa là thể hiện rằng chiếc xe này không có đâm xô tai nạn, không có một tì vết gì cả. Một chiếc xe nguyên bản, chủ cũ sử dụng cực kỳ là cẩn thận, trau chuốt từng cái chi tiết một. Xe được cũng thiết kế chỉ là một thanh đỡ rô tuyên thôi, nhưng cực kỳ là trơn tru và khỏe khoắn nhá. Tất cả những cái nót nỉ phía bên trên vẫn còn nguyên bản, vẫn còn zin chuẩn và đẹp. Và đây, ống hút gió thiết kế khá là cơ bản. Và những cái cổ, những cái ụ bên phía bên trong vẫn còn nguyên tem mác này. Đấy, các bác nào nhìn sẽ biết được ngay đúng không ạ? Máy thì cực kỳ là sáng đẹp. Và lát nữa em sẽ quay đến máy, và bây giờ em sẽ quay cái phần phụ cận trước để các bác nhìn này. Đấy, những cái tem mác và những cái đóng số nó vẫn còn nguyên bản. Và thực sự bất ngờ nếu như các bác nhìn cỗ máy này. Cỗ máy này, đây là khối động cơ V8. Nó là 4.8 các bác nhé. 4.8 hoạt động 8 máy.
Vâng, cực kỳ là khỏe khoắn, mang thương hiệu BMW, máy zin 100%. Vâng, các bác có thể kiểm tra. Riêng loại này dù đời có sâu đến mấy đi chăng nữa thì máy vẫn cứ phải zin, bởi vì khối động cơ máy xăng của những cái dòng xe siêu sang này nó cực kỳ là bền bỉ. Nếu như các bác bảo dưỡng thay dầu thường xuyên, thay dầu nước làm mát đầy đủ thì cỗ máy này nó sẽ là cỗ máy bền, xe hỏng, máy chưa hỏng các bác nhé. Không dễ dàng hỏng đâu, đó là lời khẳng định. Các bác có thể hỏi các ông thợ thì các bác sẽ biết điều em nói là chuẩn. Chỉ có những cỗ máy, thứ nhất nó ngập nước, hai nó đâm xô làm ảnh hưởng đến máy, và thứ ba nữa đó là dầu mỡ không cẩn thận, nó bị mất dầu mất mỡ, thì lúc đó cỗ máy này nó sẽ bị hỏng thôi. Còn lại cứ thay dầu thay mỡ chuẩn là ngon. Tất cả khung xương rồi tất cả những cái dàn nóng lạnh nó vẫn còn nguyên tem mác này, nó nguyên bản luôn này. Vâng, rất là sướng, nhìn cực kỳ là sướng mắt luôn. Máy zin, thân vỏ zin các bác nha, quá tuyệt vời. Lát nữa các bác sẽ tới phần gầm để ta sẽ biết được chính xác chi tiết của chiếc xe đạp xuất sắc này. Vâng, vậy là thông tin đầy đủ của chiếc BMW 750i em đã quay khá chi tiết rồi. Bác nào mà muốn chốt chiếc xe này thì xuống phần gầm để xem tiếp phần gầm nhá. Vâng, thì thông số của chiếc 750Li BMW sản xuất nhập khẩu năm 2007 các bác nhé. Xe nguyên bản 100%, trang bị đầy đủ tất cả những công nghệ tính năng cao cấp nhất đến từ thương hiệu xe Đức sang đẳng cấp thế giới. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán cho tất cả quý khách hàng gần xa và toàn quốc, đó là mức giá 550 triệu đồng. Vâng, các bác thấy được là đã rẻ hơn một chiếc i10 mới nếu các bác cho lăn bánh chưa, rẻ hơn một chiếc vai ớt chưa. Vâng, vậy tại sao phải đi vai ớt và i10 trong khi đây là một chiếc xe đẳng cấp thế giới dành cho doanh nhân với giá lăn bánh lúc đầu của nó là 8 tỷ đồng mà bây giờ anh chị chỉ cần bỏ ra có 550 thôi mà ta đã sở hữu được một chiếc xe đẳng cấp rồi. Quan trọng đây là một sự trải nghiệm thực sự đáng nhớ trong đời để có thể sở hữu một dòng xe sang với giá của một dòng xe phổ thông thôi các bác nhé. Và đây lại là một chiếc xe cực kỳ là đẹp, cực kỳ là mới và cực kỳ là chuẩn mực các bác ạ. Vâng, với chiếc xe này các bác sẽ cảm thấy nó không quá là mất thời gian cũng như mất công sức để có thể là sửa chữa bảo dưỡng đâu. Nó là một chiếc xe rất lành đấy các bác nhé. Rất lành, đi cực sướng, cực êm, cực bền. Và nếu tất cả các bác ủng hộ bên showroom bán hàng của em Dũng thì xin hãy liên hệ trực tiếp với em Dũng 24/24 với số hotline 0964 834 834. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.